Sáng nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gian lận thi Trung học phổ thông quốc gia tại Hà Giang đã bước sang ngày thứ ba. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các bị cáo đều khai nhận việc sửa điểm cho hơn 100 thí sinh là do mối quan hệ tình cảm, không có vụ lợi vật chất. Tuy nhiên, khi thẩm vấn riêng, lời khai của các bị cáo đã có sự thiếu thống nhất. Phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC có mặt tại Hà Giang sẽ thông tin chi tiết lời khai của các bị cáo trong phiên tòa sáng nay. Thưa quý vị, trong khi bà Chính một mực khẳng định không nhờ ông Hoài nâng điểm cho 13 trường hợp, thì lời khai của bị cáo Hoài hoàn toàn trái ngược. Bị cáo Hoài khai rằng bị cáo Chính đã chủ động đề nghị ông Hoài nâng điểm cho 12 trường hợp, còn một trường hợp thí sinh học giỏi nên chỉ nhờ xem điểm. Giải thích về hàm ý câu nói phải lôi bà Chính vào cuộc, trong cuộc gặp giữa bị cáo Hoài và bị cáo Lương, ông Hoài giải thích rằng mình nói như thế để bị cáo Chính cũng phải chịu trách nhiệm về việc nhờ ông nâng điểm môn ngữ văn cho 12 trường hợp. Ông Hoài cũng cho rằng hành vi của bà Chính đưa danh sách 12 thí sinh để ông nâng điểm không khác gì so với hành vi ông đưa danh sách 93 thí sinh cho bị cáo Lương. Bị cáo Hoài cho rằng nếu không nhờ bị cáo Lương thì bản thân cũng có thể tự sửa điểm thi môn ngữ văn. Lý do sửa được là do đã có kinh nghiệm trong suốt quá trình công tác. Tiếp theo, luật sư của bà Chính đặt câu hỏi với bị cáo Hoài việc nâng điểm cho 12 thí sinh môn thi ngữ văn thì cần phải nhờ hai giáo viên trong một cặp để chấm lại. Vậy nếu 12 thí sinh hoặc 12 bài thi có đến 24 giáo viên chấm thi thì ông có thể nhờ được tất cả không? Bị cáo Hoài nhanh chóng khẳng định dù biết sẽ vi phạm pháp luật nhưng chắc chắn bị cáo sẽ nhờ được 24 giáo viên này. Tất cả những lời khai của tôi với cơ quan điều tra, viện kiểm sát và lời khai trước tòa là sự thật. Nếu tôi không tôn trọng sự thật, tôi đã có thể có những phương án trả lời khác. Ví dụ như là tôi có thể đổ lỗi cho bà Chính là chỉ đạo tôi nâng điểm cho Triệu Ngọc Mai, con của cựu bí thư Triệu Tài Vinh, cho Phạm Tuấn Minh, con của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Khuông. Nếu tôi không tôn trọng sự thật thì chắc chắn bà Chính cũng sẽ giống như tôi, không có 448 ngày không nghe tiếng chim hót. Tôi tôn trọng sự thật và bà Chính nhờ tôi nâng điểm môn ngữ văn là sự thật. Đây là nguyên văn lời khai của bị cáo Hoài trước hội đồng xét xử. Câu trả lời nhận được nhiều sự bàn tán của người dân tham gia theo dõi phiên tòa. Cũng trong sáng nay, hội đồng xét xử chuyển sang hỏi đại diện các bên có quyền lợi liên quan như là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, những người nhờ nâng điểm. Có nhiều câu hỏi quan trọng được đặt ra nhưng nhiều người liên quan đã từ chối trả lời. Việc các bị cáo cũng như những người có nhiệm vụ quyền lợi không trả lời thẳng thắn các vấn đề được nêu ra thì cho thấy là thời điểm này vụ án chưa có nhiều diễn biến mới so với cáo trạng đã nêu trước đó.